Bây giờ là 18 giờ. Mời quý khán giả cùng báo Sài Gòn Đầu tư Tài chính cập nhật tin tức có ngay sau đây. Bộ Giao thông Vận tải vừa có tờ trình gửi Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó đề xuất đầu tư xây dựng thêm một đường cất hạ cánh và lùi thời gian hoàn thành dự án giai đoạn 1 đến năm 2026. Theo Bộ Giao thông Vận tải, tại chủ trương đầu tư đã được phê duyệt, giai đoạn 1 của dự án chỉ đầu tư xây dựng một đường cất hạ cánh. Giai đoạn 2 sẽ xây dựng thêm một đường cất hạ cánh để đáp ứng công suất khoảng 50 triệu hành khách một năm. Giai đoạn 3 sẽ đầu tư xây dựng thêm một đường cất hạ cánh số 3 và số 4 để đáp ứng công suất khoảng 100 triệu hành khách một năm. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai dự án giai đoạn 1, Tổng công ty Cảng hàng không nhận thấy việc xây dựng ngay đường cất hạ cánh số 3 bên cạnh và cách đường cất hạ cánh số 1 khoảng 400 m để đưa vào khai thác đồng bộ sẽ mang lại nhiều lợi ích cho việc quản lý, khai thác và bảo đảm hiệu quả đầu tư, có thể đáp ứng tốt nhu cầu khai thác khi một đường cất hạ cánh trục trặc. Hơn nữa, để đảm bảo tỉnh không khai thác cho đường cất hạ cánh số 1, hiện phần nền của đường cất hạ cánh số 3 đã được sang nền đến độ cao thiết kế. Chỉ cần bổ sung thêm chi phí xây dựng kết cấu mặt đường, lắp đặt trang thiết bị. Được biết, tổng mức đầu tư đường cất hạ cánh số 3 khoảng 3.455 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ nhỏ và vẫn nằm trong tổng mức đầu tư dự án thành phần 3 do Tổng công ty Cảng hàng không thực hiện là 99.019 tỷ đồng. Về đề xuất điều chỉnh thời gian thực hiện giai đoạn 1 của dự án đến năm 2026, theo Bộ Giao thông Vận tải, việc điều chỉnh phân kỳ xây dựng đường cất hạ cánh số 3 từ giai đoạn 3 của dự án sang giai đoạn 1 là nội dung thay đổi so với Nghị quyết số 94/2015/QH13 của Quốc hội và quy mô của giai đoạn 1. Theo quy định của Luật Đầu tư công năm 2019 thuộc trường hợp điều chỉnh chủ trương đầu tư, trường hợp được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư vào kỳ họp cuối năm 2024, đường cất hạ cánh số 3 sẽ hoàn thành vào cuối năm 2026. Bên cạnh đó, quá trình thực hiện giai đoạn 1 cũng bị kéo dài do thực hiện các thủ tục theo quy định mất nhiều thời gian và gặp một số khó khăn trong triển khai dẫn tới chưa đáp ứng tiến độ. Do đó, đến năm 2026, các dự án thành phần mới có thể hoàn thành. Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an C08 vừa có thông tin giải đáp vì sao thông tư 46/2024 của Bộ Công an bỏ hình thức giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông bằng thiết bị ghi âm ghi hình. Theo đại diện C08, thời gian qua việc giám sát của một số người dân với cảnh sát giao thông có lúc chưa khách quan đúng quy định. Nhiều trường hợp lợi dụng quyền giám sát để ghi hình, chụp ảnh quá trình làm việc của cán bộ chiến sĩ cảnh sát giao thông rồi chia sẻ lên mạng xã hội. Việc này nhằm mục đích gây rối, gây khó khăn cho công tác thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông. Những hình ảnh đăng tải dù được gỡ bỏ và người vi phạm bị xử lý, song vẫn gây ra tác động xấu đến người xem, ảnh hưởng đến quá trình công tác của cán bộ, chiến sĩ cảnh sát giao thông. Do vậy, việc bỏ quy định giám sát về ghi âm, ghi hình phù hợp với quy định về bảo vệ dữ liệu cá nhân và các quy định pháp luật liên quan khác. Được biết, thông tư 46/2024 sửa đổi bổ sung một số điều của thông tư 67/2019 quy định về thực hiện dân chủ trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông có hiệu lực từ ngày 15 tháng 11. Điều 11 thông tư 46/2024 nêu 5 hình thức nhân dân được giám sát công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông. So với thông tư 67/2019, hình thức giám sát thông qua thiết bị ghi âm ghi hình không được áp dụng. Các hình thức khác vẫn giữ nguyên, trong đó có hình thức giám sát thông qua quan sát trực tiếp. Ngày 10 tháng 10, Bộ Công Thương công bố kết quả kiểm tra chi phí giá thành sản xuất kinh doanh điện năm 2023 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN. Số liệu này được đưa ra sau khi Bộ Công Thương lập đoàn kiểm tra thực tế chi phí sản xuất kinh doanh điện năm ngoái của tập đoàn này. Đây sẽ là cơ sở để Bộ Công Thương và EVN tính toán đề xuất điều chỉnh giá bán lẻ điện. Theo đó, tổng chi phí sản xuất của EVN là hơn 528.600 tỷ đồng. Mức này tương đương giá sản xuất 2.088,9 đồng 1 kWh, tăng 2,79% so với năm 2022. Trong đó, các khoản thu của tập đoàn và các đơn vị thành viên từ thanh lý, nhượng bán tài sản cố định, vật tư thu hồi và thu từ cho thuê cột điện đã được giảm trừ. Như vậy, với giá bán lẻ điện bình quân duy trì ở mức 2.006,79 đồng 1 kWh từ tháng 11 năm 2023 đến nay, EVN lỗ hơn 82,1 đồng mỗi kWh điện bán ra. Mức lỗ này giảm một nửa so với ghi nhận năm 2022.
Tính chung cả năm ngoái, tập đoàn này lỗ hơn 34.245 tỷ đồng từ sản xuất kinh doanh điện. Nếu trừ thu nhập tài chính khác, số lỗ giảm về 21.822 tỷ đồng. Đây là năm thứ hai liên tiếp tập đoàn này lỗ sản xuất kinh doanh điện. Trước đó vào năm 2022, EVN cũng lỗ gần 36.300 tỷ đồng từ hoạt động này. Tuy nhiên, khoản lỗ của EVN chưa bao gồm 18.032 tỷ đồng trên lệch tỷ giá của hợp đồng mua bán điện treo từ năm 2019 đến năm 2023. Phó Thủ tướng Lê Thành Long giao Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì khẩn trương chỉ đạo kiểm tra xử lý nghiêm các sai phạm liên quan đến chất lượng bữa ăn không đảm bảo của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Lê Thành Long liên quan đến việc chất lượng bữa ăn không bảo đảm của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội. Trước đó, báo chí phản ánh về việc chất lượng bữa ăn không bảo đảm của sinh viên Đại học Bách khoa Hà Nội trong 2 tuần học giáo dục quốc phòng và an ninh. Về việc này, Phó Thủ tướng Lê Thành Long đã giao Bộ Giáo dục Đào tạo chủ trì phối hợp với các cơ quan và địa phương có liên quan, khẩn trương chỉ đạo kiểm tra, xử lý nghiêm các sai phạm theo quy định, đồng thời tăng cường chỉ đạo, quản lý, kiểm tra việc thực hiện công tác bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm cho học sinh, sinh viên trong các cơ sở giáo dục, bảo đảm chất lượng an toàn, không để tái diễn trường hợp tương tự. Trước đó, trong một bản tin của VTV1 gây hoang mang dư luận khi một số sinh viên Bách khoa Hà Nội tố phải ăn cơm thừa canh cặn với nhiều dị vật bất thường trong thời gian học tập trung môn quốc phòng và an ninh. Đêm ngày 9 tháng 10 theo giờ Mỹ, tức sáng nay theo giờ Việt Nam, bão Milton đổ bộ vào bang Florida với cường độ cấp 3, gây mưa gió dữ dội, lốc xoáy, nước biển dâng và nhiều người tử vong. Siêu bão Milton đã đổ bộ vào thành phố Sestar Key với sức gió 193 km/h, tương đương cấp 3 trong thang đo bão 5 cấp ở Mỹ. Sau khi đổ bộ vào đất liền, bão Milton duy trì cường độ bão khi di chuyển qua miền trung Florida cho đến sáng 10 tháng 10, tức chiều tối nay theo giờ Việt Nam. Đây là cơn bão thứ 5 đổ bộ vào Mỹ trong năm nay. Trước khi bão đổ bộ vào bờ, mưa lớn, gió mạnh và lốc xoáy dữ dội đã xuất hiện ở Florida. Khu vực Tampa phát cảnh báo gió cực mạnh, mức nghiêm trọng, khẩn cấp nhất về gió và được mô tả là tình huống cực kỳ nguy hiểm, đe dọa đến tính mạng. Cơ quan dự báo thời tiết Tampa phát thông báo khẩn, hãy ẩn náu ngay, hãy xem những cơn gió cực mạnh sắp tới là lốc xoáy và di chuyển đến nơi trú ẩn an toàn. Hãy hành động ngay để bảo vệ mạng sống của chính bạn. Dự báo mới nhất về nước biển dâng do bão là 3-4 mét đối với Sarasota, 2-3 mét đối với thành phố Tampa và 2,5-3,5 mét đối với thành phố Fort Myers. Cơ quan khí quyển và đại dương quốc gia Mỹ NOAA ghi nhận sóng biển cao tới 8,5 mét tại vị trí cách tâm bão khoảng 75 km. Cảnh sát trưởng hạt Lucy K. Person cho biết một số người đã thiệt mạng tại câu lạc bộ Spanish Lake Country sau khi lốc xoáy tàn phá khu vực này, song chưa cung cấp thông tin chi tiết. Tại bờ biển phía đông Florida, lực lượng ứng phó khẩn cấp đang được triển khai sau thông tin về lốc xoáy ở Wellington, Palm Beach Gardens, các hạt Martin, Lucy và Indian River. Thống đốc Florida Ron DeSantis cho biết ít nhất 19 cơn lốc xoáy đã xuất hiện ở Florida và 116 cảnh báo lốc xoáy được ban bố khắp bang. Ông cho hay chính quyền đã ban hành 9 cảnh báo lũ quét, ngập lụt và sẽ còn nhiều cảnh báo được ban bố. Hiện nay tình hình quá nguy hiểm, không thích hợp sơ tán nữa. Người dân cần ở yên tại chỗ và tìm chỗ trú ẩn. Trong bối cảnh Mỹ đang tìm mọi cách ngăn chặn căng thẳng leo thang tại khu vực Trung Đông, thì việc Israel không chia sẻ thông tin khiến giới chức Mỹ mất kiên nhẫn và thất vọng. Phát ngôn viên Nhà Trắng Karine Jean-Pierre mới đây cho biết Tổng thống Joe Biden đã có cuộc điện đàm 30 phút thẳng thắn với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, chấm dứt gần 2 tháng lãnh đạo hai nước đồng minh không trao đổi với nhau. Đây được coi là cơ hội để Israel chia sẻ với Mỹ về kế hoạch của họ nhằm đáp trả đòn tập kích tên lửa quy mô lớn của Iran hồi đầu tháng. Phát ngôn viên Nhà Trắng mô tả đây là phần mở rộng của những cuộc trao đổi giữa các quan chức Mỹ và Israel về cách đáp trả của Tel Aviv với Iran. Nhưng Nhà Trắng hầu như không cung cấp được thông tin chi tiết nào cho thấy Israel sẽ đáp trả Iran ra sao. Các quan chức Mỹ cho biết Israel trong gần 2 tuần qua vẫn từ chối tiết lộ với chính quyền Tổng thống Biden thông tin chi tiết về kế hoạch trả đũa Iran. Giữa lúc Nhà Trắng thúc giục đồng minh thân cận nhất của mình ở Trung Đông không tấn công các cơ sở dầu mỏ hoặc hạt nhân Iran do lo ngại về nguy cơ bùng phát một cuộc chiến tranh toàn diện. Trước đó, một số người hy vọng Washington có thể nắm được tính toán của Tel Aviv khi Bộ trưởng Quốc phòng Israel John Gallant có kế hoạch thăm lầu Năm Góc vào ngày 9 tháng 10.
Trong cuộc họp dự kiến ở Lầu Năm Góc, Glenn được cho là sẽ trình bày một số chi tiết về kế hoạch tấn công trả đũa Iran cũng như các mục tiêu tiềm năng. Tuy nhiên, Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã ngăn Bộ trưởng Glenn khởi hành đến Mỹ khi Israel tiếp tục lên phương án đáp trả Iran.